ngồi con May rồi đi ra đi, cái việc này cô mọi ngày vẫn là cô May mà. Dạ, nè. Mọi ngày vẫn là cô May mà. Cô thấy đạp bằng đạp ở đâu không? Chúng ta chỉ xếp một hàng duy nhất, và trong không gian này thì chúng tôi sẽ mời
đang tìm đối tượng để chúng ta có thể xếp hàng và di chuyển thẳng lên dân hương. Sau khi chúng ta dân hương ở bàn chính, chúng ta sẽ di chuyển sang bên phải, vòng qua bàn thờ tổ ở bên trong. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ra bằng lối còn lại, chỉ có một hàng duy nhất để đảm bảo tất cả chúng ta đều dành tất cả sự trang trọng nhất khi chúng ta dâng hương cho tổ. Nên rất mong là tất cả quý nghệ sĩ và các doanh nghiệp cùng với tất cả các khán giả chúng ta hỗ trợ cho sân khấu ngày hôm nay diễn ra chương trình dỗ trang trọng và tốt đẹp nhất ạ.
chiều đây chân trong xanh bay nhịp màu xương
em mới sửa động rồi một chút bây giờ thôi. Thì cái mùa con Lan cũng vừa đi qua và con cũng sân khấu luôn luôn sáng đèn, nam nghệ sĩ nhiều sức khỏe và tiếp tục sự nghiệp của mình trên con đường nghệ thuật rất là chân chính và phát triển. Anh có hứa là hãy hứa với Trần Kim Chi là nếu mà có cần sự hỗ trợ của anh thì anh sẽ hỗ trợ.
quay sáng đêm luôn vậy đó. Coi như là đi tỉnh đi tiết này kia là đi đi suốt luôn đúng không? Người dành thời gian làm cho gia đình không? Có chứ có. Đó, 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 phải nhớ chứ không? Dạ. Chị cũng thay mặt cho tất cả mọi người ở đây xin cảm ơn và chúc mừng em, và cũng rất là mong muốn em là có gì gì đấy, tại vì ở đây là lớp sân khấu điện ảnh nha, không phải là sân khấu không, cho nên là chị rất là mong muốn là có một ngày nào đó em sẽ đến đây chia sẻ những cái kinh nghiệm, hoặc là em có những cái vai diễn nào hợp với các bạn ở đây cho các bạn nhiều cơ hội nữa không? Dạ, rất cái đó là Nam rất hưởng ứng. Tại nơi đây là nơi ươm mầm cho những cái gọi là tương lai của nghệ thuật. Thì Nam là người gọi là hưởng ứng. Đúng không ạ? Cảm ơn chị Ngài đó, chị Ngài đổ cho em. Cảm ơn tỷ tỷ. Mặc dù đạo diễn nha, nhưng mà thôi, đến đây mà. Cái gì cũng vậy, đến đây thì thấy mọi người hát vui quá. Rồi không hát thì hò chứ không? Thì thôi giờ xin hát bài. Yêu hơi em đâu có biết gió sẽ dịu dàng khi gió bên trắng rồi khi nhớ.